Có một người luôn ở bên bạn suốt cả cuộc đời. Đó là tình yêu định mệnh của bạn. Không có không gian thời gian nào có thể ngăn cách được tình cảm của cả hai. Bởi vì hai bạn đã hình thành sợi dây liên kết năng lượng với nhau. Khi hai người yêu nhau chân thành, sâu đậm, dành tình yêu vô điều kiện dành cho nhau, sẽ hình thành sợi dây liên kết năng lượng rất bền chặt. Và cả hai có thể hiệp nhất năng lượng trong tình yêu. Bạn hãy quan sát trong cuộc sống của mình. Cho dù hai bạn đang ở xa nhau, bạn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng những gì đang xảy ra trong cuộc sống của người ấy, qua cảm xúc ruột của bạn, qua linh cảm của bạn, qua trực giác trái tim của bạn. Bạn luôn có mặt đúng lúc để đưa ra hỗ trợ tích cực giúp cho người ấy của mình vượt qua những chướng ngại khó khăn trong cuộc đời. Khi bạn có những suy nghĩ tích cực về người ấy cũng trở nên có động lực và phấn chấn ngay lập tức. Cả hai đã hình thành giao tiếp thần giao cách cảm với nhau. Điều này có thể hỗ trợ tích cực cho nhau trong cuộc sống vật chất và trên con đường tâm linh của mình. Cho dù hai bạn ở xa nhau về mặt không gian, hai bạn vẫn có thể tạo ra tình yêu ngày càng sâu đậm bền chặt, có thể trợ lực cho nhau đối diện với những nghịch cảnh, những khó khăn chướng ngại trong cuộc sống riêng của mọi người và có thể gặp lại nhau với một phiên bản tốt hơn. Điều quan trọng là khi bạn nhận thức rõ ràng được điều này, sự hiệp nhất năng lượng trong tình yêu, bạn hãy cam kết tin tưởng vào tình yêu. Tin tưởng vào tình yêu bằng cách tập trung vào bản thân bạn, ngày càng phát triển tích cực về vật chất, tinh thần và tâm linh. Và hãy luôn gửi lời cầu nguyện chân thành để trợ lực cho người ấy của bạn. Chính tình cảm trong sáng này sẽ giúp hai bạn có thể gặp lại nhau và có thể khiến tình cảm của cả hai bạn ngày càng sâu đậm và bền chặt. Không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cách được tình cảm của cả hai bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.